quốc gia, vâng, là 105 di sản văn hóa và phi vật thể của tỉnh Lai Châu đấy ạ. Và bên cạnh cho đó thì các dân tộc khác của tỉnh Lai Châu cũng có rất nhiều các nghề dệt khác nhau, nhưng duy nhất chỉ có nghề dệt thổ cẩm của người Lự ở Lai Châu là được công nhận là nghề dệt di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Và còn giữ được đúng và giữ được nguyên bản. Bây giờ những bản nào ở Lai Châu có người Lự và vẫn đang duy trì cái nghề dệt này? Hầu như các bản làng nào của người Lự ở Lai Châu cũng đều duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm như thế này, vì bản nào họ cũng chú trọng được cái nghề dệt này, vì nó là may trực tiếp những cái miếng thổ cẩm đó để làm trang phục cho phụ nữ hàng ngày, nên là không thể thiếu được ạ. Bây giờ là tức là ít nhất là không cần phải là kinh doanh buôn bán đã, mà phục vụ trong sinh hoạt cuộc sống, trong cuộc sống hàng ngày và trong lễ hội, lễ Tết đấy. Và thậm chí là để quảng bá cho khách du lịch. Bởi vì chất liệu và kỹ thuật tạo hình hoa văn trực tiếp trên vải với những chất liệu sắc màu tự nhiên như thế thì là không phải dân tộc nào họ cũng làm được trực tiếp như vậy. Cho nên là du khách muôn phương rất thích cái tạo hình hoa văn đó và rất mua rất nhiều sản phẩm của họ. Và chính điều đó đã thúc đẩy cái nghề dệt của thổ cẩm của người Lự càng trở nên phát triển hơn, vì là cung cấp thành một sản phẩm mà thương hiệu bản sắc văn hóa và cũng như là quảng bá du lịch cho người Lự ở Lai Châu ạ. Cảm ơn bạn. Thế ở đây vì có du lịch cộng đồng chứ? Dạ có du lịch cộng đồng ở bản Hon đấy ạ. Bản Hon có hôm tây này, rồi có bản Hon ở huyện Tam Đường. Huyện Tam Đường nhưng cách thành phố có khoảng 20 cây thôi ạ. Có chỗ nghỉ homestay có chỗ nghỉ đấy. Có chỗ ăn chỗ ở, và đây là các anh chị cô chú là người bản Hon luôn đấy ạ. Bản Hon luôn. Có nhu cầu du lịch đến thì cứ liên hệ trực tiếp với lại người bản dân Hon. Vì mỗi một nhà người dân người Lự ở đó thì bản làng rất là sạch đẹp và sống ở ven sông ven suối nên thuận tiện cho các cái nguồn thực phẩm để đón tiếp du khách, và tấm lòng của người dân thì cũng rất là cộng đồng rồi. Nên thế còn về phía bảo tàng là cũng giúp cho quảng bá giới thiệu và nghiên cứu về chính gia tộc người. Vâng, chính vì thứ nhất là có nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ, với thứ hai nữa là cộng đồng làng bản có ý thức để phát giữ gìn và phát huy, cho nên là chính quyền địa phương cũng như là sở văn hóa du lịch cũng như là các cái đơn vị như bảo tàng chúng cháu rất là tâm huyết và cũng có góp một phần công sức vào cái việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Lự, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm ạ.